ba dăm thôi. Không, đi chùa khác nữa. Cái này để làm gì đây? Cái này để giữ thôi hả? Và bây giờ trân trọng kính mời ông chấp sự ban biên tế hướng mắt về sân khấu. Đoàn chúng tôi có màn biểu diễn chính đoàn Đào Tam Xuân báo vô cùng, chúng tôi bắt đầu biểu diễn. Thank you.
Xã khí,
nhắc triều ca chẳng dĩ nể ai. Triệu Dương đã trảm chi phù tướng, nghĩa quân thần bọn tuyệt không thương. Đào tam xuân gãi gánh can thường, thù chồng thiết trời chung không đổi. Nay tôi về đến đây, một là dẫn tội, hai chúng ta phu cường, thề một trận quyết. Bởi do quá nhân mà ra. Mật xem thấy hôn quân dùng báo kiếm trả thù cho phu tướng. Phu nhân nghĩa chúa tôi đã cống tình chồng vợ tử qua nơi, giết chồng tôi một cách bất ngờ, chỉ nguyện sát hôn quân vô đạo. Đằng trên nên táo bảo phải tưởng chữ quân dương, đã gãy gánh can thường, hiếp giết tình tội chưa. Loài trâu ngựa còn kéo xe đền ơn cỏ lúa, tầm giả tơ trả nợ dâu sinh. Giữ Nam Dương đắp lũy bồi thành, sao chưa nỡ giết người vô tội. Dương quân ngài hối đổi, phụ nhân phải hiểu câu, chả sai lầm con trẻ chớ cư mang. Bằng đắng tan sầu